Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với các sở ngành đơn vị địa phương liên quan về việc xây dựng đề án hỗ trợ vật tư giống cây trồng cho các tổ chức cá nhân sản xuất làm vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến rau củ quả. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri một số địa phương lấy ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Hội nghị Toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho gần 500 cán bộ công chức các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, tổ chức tại thành phố Hải Phòng, đã bế mạc. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban nội chính thành ủy. Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã được truyền đạt 6 chuyên đề về những nội dung cơ bản liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu những nội dung đã được nghiên cứu, trao đổi và giải đáp tại hội nghị lần này, nhằm tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả về công tác cán bộ trong các cơ quan nội chính, nhân sự, quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý và nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp, cũng như giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương và bằng khen của trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì làm việc với lãnh đạo một số sở ngành đơn vị địa phương về việc xây dựng đề án hỗ trợ vật tư, giống cây trồng cho các tổ chức cá nhân sản xuất làm vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến rau củ quả LaviFood chiều nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhà máy sản xuất và chế biến LaviFood sắp được khởi công chính là bà đỡ, là thị trường tiêu thụ lớn cho các sản phẩm nông nghiệp của Hải Phòng, đồng thời là cơ hội để thành phố tái cơ cấu mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Do đó cần khẩn trương hoàn thiện đề án để ngay khi nhà máy LaviFood đi vào vận hành vào cuối năm 2020, các vùng nguyên liệu rau củ quả chất lượng cao cũng sẽ sẵn sàng các nguồn cung về nguyên liệu. Trong sản xuất nông nghiệp Hải Phòng hiện nay, sản xuất lúa vẫn là chủ yếu. Dù chiếm gần 53% tổng diện tích đất nông nghiệp thành phố, nhưng sản xuất lúa lại cho giá trị kinh tế thấp. Năng suất lúa 5 năm trở lại đây tăng không đáng kể. Tình trạng đất bỏ hoang tại các địa phương còn lớn. Trong khi đó, sản xuất cây ăn quả là lĩnh vực cho thấy nhiều tiềm năng về giá trị. Nhu cầu về rau quả làm thực phẩm hàng ngày, cung cấp cho các nhà máy, các khu công nghiệp và cho du lịch là rất lớn và đang tiếp tục tăng nhanh. Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là sản xuất cây ăn quả hiện nay lại chiếm tỷ lệ rất thấp trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành phố. Diện tích trồng cây ăn quả hiện chỉ chiếm khoảng 8,5% diện tích đất nông nghiệp thành phố. Quy mô sản xuất nhỏ và manh mún, đầu ra cho sản phẩm thiếu ổn định. Thực trạng đó đặt ra bài toán phải sớm hình thành những vùng nguyên liệu cây ăn quả tập trung với quy mô lớn, trồng các loại cây cho giá trị cao. Các vùng nguyên liệu này sẽ cung cấp trực tiếp cho nhà máy sản xuất và chế biến rau củ quả LaviFood để phục vụ thị trường khu vực và xuất khẩu đi quốc tế. Các vùng nguyên liệu cây ăn quả tập trung cũng sẽ giúp chuyển đổi căn bản về cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất, giải quyết vấn đề đất hoang và quan trọng hơn, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Các vùng nguyên liệu này cũng cần phải được hình thành sớm để khi nhà máy LaviFood đi vào hoạt động, các dây chuyền có thể hoạt động được ngay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng, đơn vị được giao chủ trì xây dựng đề án phát triển sản xuất rau củ quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã nhấn mạnh mục tiêu xây dựng và phát triển các vùng trồng rau quả tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đưa diện tích trồng rau quả từ 7.500 ha năm 2018 tăng lên 17.500 ha vào năm 2025, sản lượng rau quả từ 200.000 tấn năm 2018 lên 600.000 tấn vào năm 2025 theo tiêu chuẩn tiên tiến. Đề án sẽ được thẩm định kỹ càng để trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét vào tháng 7 tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, nhà máy LaviFood sẽ giúp chuyển đổi hoàn toàn cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu cho ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, tận dụng tiềm năng đất đai của thành phố.
không chỉ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại nhà máy, dự án LaviFood còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động địa phương khi tham gia vào chuỗi sản xuất. Hay nói cách khác, người dân sẽ thụ hưởng trực tiếp. Thành phố Hải Phòng thống nhất cao xây dựng đề án về phát triển sản xuất rau củ quả để trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét vào tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, đề án phải tính toán thật chi tiết về cơ cấu cây trồng, phân bổ diện tích, xác định thật cụ thể về sản lượng, chủng loại và năng suất, làm rõ cơ chế chính sách hỗ trợ về giống, về phân bón, về giá bán và về tiêu thụ cho người nông dân. Để khi nhà máy LaviFood đi vào hoạt động vào cuối năm 2020, các vùng nguyên liệu phải bắt đầu có sản phẩm. Để đáp ứng tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương liên quan phải thành lập ban chỉ đạo, trong đó bí thư, chủ tịch các quận huyện phải chỉ đạo trực tiếp, tranh thủ tư vấn từ các chuyên gia nông nghiệp, rà soát các diện tích đất hoang, các diện tích có thể trồng hoặc chuyển đổi, tính toán cụ thể về chủng loại cây trồng sao cho phù hợp với đặc thù về thổ nhưỡng và mùa vụ. Các sở ngành cần tính toán một mức giá tiêu thụ ban đầu trên cơ sở sự bảo lãnh của thành phố để người dân yên tâm chuyển đổi cây trồng. Thị trường tiêu thụ là vấn đề khó khăn nhất, nhưng nhà máy LaviFood chính là thị trường tiêu thụ lớn nhất cho người nông dân Hải Phòng. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền và huyện An Dương lấy ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thông báo nhanh tình hình kinh tế xã hội của đất nước và thành phố, chương trình dự kiến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay, cử tri quận Ngô Quyền nhất trí về các dự án luật tại kỳ họp đã tăng thêm tính thực tế, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Cử tri nêu ý kiến bổ sung một số điểm của các luật được xem xét thông qua cho ý kiến tại kỳ họp này như giáo dục hòa nhập, giáo dục phổ thông, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, bổ sung các tiêu chí định lượng về công tác đánh giá cán bộ, công chức để địa phương có cơ sở triển khai luật cán bộ công chức, hoàn thiện quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, xử lý vi phạm hành chính thuế. Tại huyện An Dương, cử tri vui mừng trước những thành tựu kinh tế xã hội của thành phố và đất nước trong những tháng đầu năm. Cử tri mong muốn tăng cường giám sát chuyên ngành đối với những cải cách của ngành giáo dục. Về quy hoạch thị trấn An Dương được phê duyệt từ năm 2005, đến nay vị trí cắm mốc vẫn chưa được thực hiện. Vấn đề chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm huyện còn ở mức hạn chế. Tình trạng xuống cấp đường 17B đã kéo dài nhiều năm mà chưa được giải quyết. Các chính sách chế độ đối với thương binh bị mất sức lao động. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri quận Ngô Quyền và huyện An Dương, ghi nhận các ý kiến đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết trong việc nghiên cứu góp ý tham gia các dự án luật và tổng hợp trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc cử tri các quận huyện Vĩnh Bảo, Hồng Bàng, Kiến An, Đồ Sơn và Bạch Long Vĩ. Tại huyện Vĩnh Bảo, cử tri đặt nhiều câu hỏi quan tâm tới cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện, các vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường, các chế độ chính sách đối với người có công, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thông tin đến cử tri về sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố, các đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri huyện Vĩnh Bảo. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng và huyện Bạch Long Vĩ, các cử tri đại diện hai địa phương đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hạ tầng giao thông cũng như xử lý nghiêm người điều khiển giao thông gây tai nạn giao thông khi sử dụng rượu bia, ma túy, việc gian lận trong thi cử của ngành giáo dục, các chế độ chính sách đối với người có công, sự ô nhiễm do các nhà máy sản xuất thép. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận các kiến nghị của cử tri tại các địa phương để tổng hợp trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Kiến An, sau khi nghe thông báo nội dung kỳ họp thứ 7 sắp tới của Quốc hội, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như thành phố thời gian qua, cử tri phường Ngọc Sơn và phường Bắc Sơn quận Kiến An kiến nghị một số vấn đề liên quan đến địa giới hành chính, đơn vị giáp danh giữa huyện An Lão và quận Kiến An để người dân ổn định cuộc sống, quan tâm đến đời sống kinh tế của cán bộ cơ sở, công tác đền bù giải phóng mặt bằng hơn 30 hộ thuộc dự án trường Đại học Hải Phòng, quan tâm đến chính sách đối với người có công liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất ở, mức trợ cấp cho chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, cùng nhiều nội dung khác. Cử tri phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn kiến nghị và mong muốn thành phố và trung ương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo gia cố hệ thống đê kè biển và diện tích sân tiêu năng mới kiên cố,
xứng tầm với khu du lịch quốc gia và các khu du lịch khác. Về vấn đề quản lý đất đai, cử tri kiến nghị cần quan tâm đến việc cấp đổi, tách quyền sử dụng đất vườn tạp cho hộ dân từ khi xã lên phường. Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trình Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp tới. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, ban bổ khuyết nhiệm vụ tháng 5. Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng 42,6%, sản xuất công nghiệp tăng 23%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,37%, thu hút khách du lịch tăng 7,8%. Dư nợ tín dụng tăng gần 13%. Công tác hỗ trợ xi măng, gạch lát về hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh để cải tạo nâng cấp hè đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận đạt kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được bảo đảm. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố và các cấp đã tập trung lực lượng triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục như công tác giữ gìn trật tự đường hè chưa đạt yêu cầu đề ra, việc sử dụng hè đường trên nhiều tuyến phố chưa đúng quy định, chương trình hỗ trợ xây sửa nhà ở cho người có công, giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Các công trình hạ tầng chuẩn bị khánh thành khởi công trong tháng 5 đang được các ngành đơn vị tích cực triển khai. Một số nhà đầu tư lớn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Hải Phòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5 và các tháng tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Lưu ý một số hạn chế cần khắc phục như thu ngân sách tuy tăng trưởng cao nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch phân bổ. Cần rà soát lại việc thu phí hạ tầng cảng biển, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của công ty Cửu Long, khẩn trương thu hồi các nhà cho thuê vi phạm hợp đồng, tổng hợp các dự án phê duyệt từ nay đến cuối năm, dự kiến kinh phí, bảo đảm đúng luật đầu tư công để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính trình lại giá hỗ trợ, tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến và triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng rút kinh nghiệm sâu sắc về việc chậm trễ trong việc giao gạch cho các hộ gia đình người có công đã có kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhà trong thời gian qua. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở ban ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và lựa chọn nhà sản xuất cung cấp gạch theo quy định để bảo đảm có gạch với chất lượng tốt nhất giao cho các hộ gia đình, chậm nhất là tháng 7 năm 2019. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân đã tạo sức mạnh tổng hợp để quận Lê Chân phát triển bứt phá mạnh mẽ về mọi mặt. Nhiều việc khó như giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, thu ngân sách, cải tạo chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đều có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền vận động nhân dân. 5 năm qua, quận đã tổ chức 36 hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp nhận 225 ý kiến, giúp Ủy ban Nhân dân quận kịp thời giải quyết, từ đó giảm bớt những bức xúc kiến nghị trong nhân dân. Chức năng giám sát và phản biện xã hội được thực hiện hiệu quả qua 360 cuộc giám sát trên tất cả các lĩnh vực ở cấp quận và cấp phường. Các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Đại hội thông qua 7 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, triển khai sâu rộng các phong trào cuộc vận động, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, phát huy tốt hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, không ngừng xây dựng củng cố về tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là hạt nhân đoàn kết, góp phần tích cực vào sự phát triển của quận và thành phố. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Sáng nay, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính thành phố Hải Phòng năm 2018 được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức khẳng định, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là một trong những nội dung của công tác quản lý, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đồng chí đề nghị các thành viên hội đồng thi thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế thi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh. Các thí sinh tham dự kỳ thi phải thực hiện nghiêm nội dung, quy chế, bình tĩnh, tự tin làm bài thi để đạt kết quả cao nhất. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 4 gồm 4 môn thi: kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Theo quy định, việc ra đề thi, đáp án và chấm thi do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện. Sau khi kết quả được Bộ Nội vụ phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ công nhận kết quả và chỉ đạo việc bổ nhiệm vào ngạch. Kỳ thi năm nay có 184 thí sinh tham gia, trong đó thành phố Hải Phòng có 126 người và tỉnh Hưng Yên có 58 người được gửi thi ghép với Hội đồng thi Hải Phòng. Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển giao đổi mới kết nối cung cầu công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tổ chức lễ khai trương điểm kết nối cung cầu vùng đồng bằng sông Hồng. Dự lễ khai trương có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Hiện nay cả nước đã có 7 điểm kết nối cung cầu công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Phú Yên, Nghệ An và Đắk Lắk đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2017. Điểm kết nối cung cầu công nghệ tại thành phố Hải Phòng là điểm thứ 8 trên cả nước được mở ra với triển vọng sẽ là nơi tạo ra tính lan tỏa, tác động và kết nối kịp thời giữa các địa phương với các điểm kết nối trên cả nước, phục vụ cho hoạt động tư vấn, đánh giá, lựa chọn, liên kết, hợp tác ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến hiện đại vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao và bền vững cho các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước. Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam khẳng định việc hình thành và đưa vào hoạt động điểm kết nối cung cầu công nghệ là một trong những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giữa các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao trình độ năng lực công nghệ của doanh nghiệp, chất lượng hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Việc khai trương đưa điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng đi vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi để Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong vùng đẩy mạnh các hoạt động trình diễn, giới thiệu, tư vấn công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường năng lực hội nhập, góp phần tích cực từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị đối thoại tiếp xúc doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp quý 1 năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị. Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp cảm ơn Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã luôn đồng hành nỗ lực, kịp thời giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đại diện các doanh nghiệp cũng đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị quan trọng tới Ban Quản lý Khu Kinh tế liên quan đến các nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư thứ cấp, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực giao đất để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, miễn thuế khi khu công nghiệp vào khu kinh tế, chính sách quy định về tiền thuê đất, hoàn thuế giá trị gia tăng, khó khăn trong việc tuyển dụng lao động, cơ chế đãi ngộ đối với người lao động để giữ họ làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải đáp một số thắc mắc kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại hội nghị. Chiều nay, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà chủ trì hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tuần 17 tháng 4. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí được cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố 4 tháng đầu năm, các công trình khởi công chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2019.
Đồng chí trưởng ban tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chủ đề hành động năm 2019 của thành phố, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng, lễ hội Hoa Phượng Đỏ và các ngày lễ kỷ niệm trong tháng 5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thông tin đối ngoại gắn với phát triển kinh tế xã hội của thành phố, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, suốt cả cuộc đời mình, Bác Hồ đều vì nhân dân, vì mục tiêu mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho từng người dân. Bởi vậy, trước lúc đi xa, trong bản di chúc của người, tư tưởng vì con người và giải phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả, một triết lý nhân sinh mà người đã dày công xác lập. Học và làm theo Bác, những người cán bộ ở cơ sở như các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố hay trưởng thôn cũng chính là những người đang hàng ngày hàng giờ nỗ lực hết sức vì nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thấu mà chúng tôi giới thiệu sau đây cũng là một người như thế. 10 năm làm bí thư chi bộ tổ dân phố số 12, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, ông luôn gần dân, sát dân, lãnh đạo chi bộ, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Để triển khai tốt các phong trào ở địa phương, ông Nguyễn Văn Thấu cho rằng yếu tố then chốt là phải được lòng dân. Muốn nhân dân đồng thuận và tự giác tham gia thì chi bộ phải lãnh đạo chỉ đạo đúng, trúng. Các đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Đảng viên thực hiện tốt sẽ tạo sức lan tỏa để bà con nghe và làm theo. Vì vậy, ông và cấp ủy chi bộ luôn chú trọng duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn hàng tháng, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là đối với chủ trương của phường và nghị quyết của chi bộ trở thành hiện thực, thì tôi suy nghĩ là điều trước tiên là đội ngũ đảng viên và cán bộ của chi bộ phải là gương mẫu. Và đội ngũ đảng viên ở nơi cư trú đấy cũng phải phát huy vai trò của mình và vận động, trước tiên là vận động gia đình nhà mình để là chấp hành và thực hiện thật tốt. Qua cái việc mà thực hiện tốt của cái đội ngũ đảng viên rồi là gia đình đảng viên thì làm cơ sở vận động nhân dân ở nơi cư trú thì sẽ thuận lợi. Trong quá trình triển khai các nghị quyết của cấp ủy cấp trên cũng như của chi bộ vào thực tiễn đời sống, ông cùng chi ủy thường xuyên đôn đốc kiểm tra, lắng nghe thông tin phản hồi từ đảng viên nhân dân, kịp thời bổ sung điều chỉnh nghị quyết cho sát thực tế, gắn với giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân ở tổ dân phố. Điển hình như việc cải tạo tuyến ngõ 208 phố Lê Lợi vừa qua. Tuyến ngõ nhiều năm nay xuống cấp, ngập lụt, người dân nhiều lần kiến nghị việc đi lại gặp khó khăn. Trước nguyện vọng của nhân dân, chi bộ và tổ dân phố họp bàn tranh thủ nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố, tổ chức và vận động 10 hộ dân trong ngõ đóng góp cải tạo đường ngõ sạch đẹp. Cái vai trò của đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thấu đã đi rất là sâu sát ở trong cái đời sống của nhân dân và cũng rất là tích cực cùng với lại lãnh đạo phường hỗ trợ cho cái ngõ xóm này. Không chỉ vậy, các phong trào xây dựng khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị đều được cán bộ đảng viên nhân dân trong khu phố ủng hộ, tích cực hưởng ứng. Chất lượng đời sống người dân không ngừng được nâng cao, có vai trò to lớn của người cán bộ từ nhân dân và vì nhân dân, Nguyễn Văn Thấu. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình: cần giải quyết dứt điểm về mặt bằng dự án đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo. Tiến hành kiểm tra các phương tiện vận tải thủy đăng ký dịch vụ ngủ đêm trên Vịnh Cát Bà để bảo đảm an toàn cho du khách. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 6 năm nay, cùng với việc hoàn thiện tuyến quốc lộ 37 cũ đã cơ bản hoàn thành từ cuối năm trước. Thời điểm này, nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến mới của dự án đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo. Hiện trên tuyến mới, từ ngày 20 tháng 4, nhà thầu đã tiến hành thảm bê tông nhựa hạt chung trên chiều dài tuyến 4 km. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành tuyến mới, kết thúc thảm bê tông nhựa hạt chung, cùng với đó tiến hành thảm bê tông nhựa hạt mịn bên tuyến cũ. Tiến độ thi công của dự án được duy trì ổn định.
tiến độ của dự án này đến tại thời điểm này thì là cơ bản thì là cũng hoàn thành, cũng đạt được cái tiến độ theo cái mốc của 30 tháng 6 mà chủ tư đề ra. Tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra tần suất thí nghiệm, đạt được yêu cầu thì bắt đầu với cho thi công. Về công tác giải phóng mặt bằng, cho đến nay cơ bản mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao. Diện tích và số hộ còn lại tuy không lớn nhưng đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trên tuyến mới hiện tại là còn 4 hộ nhận tiền rồi nhưng mà không cho đơn vị thi công, và còn 2 hộ tức là chưa nhận tiền, cộng với thêm nhà máy nước cũng chưa nhận tiền nên là chúng tôi chưa vướng mắc, chưa thi công được. Bên tuyến cũ còn 10 hộ gia đình cản trở không cho làm vỉa hè. Vướng mắc đó cần được Ban Quản lý Dự án và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án. Đại diện nhà thầu cho biết đơn vị luôn chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, sẵn sàng thi công trong mọi thời điểm, phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 tới sẽ cơ bản hoàn thành dự án theo kế hoạch. Sau hơn 7 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Sự đóng góp trí tuệ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận chung sức của nhân dân đã giúp địa phương cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí ngay từ cuối năm 2018. Nằm ở phía tây nam huyện Thủy Nguyên với diện tích tự nhiên hơn 550 ha, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nên những năm qua, xã Hoàng Động luôn chú trọng xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ tích cực triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng của thành phố, huy động tối đa các nguồn lực nên nhiều công trình như trường học, nhà văn hóa, sân vận động, hệ thống công trình thủy lợi được hoàn thành. Địa phương cũng tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho bà con. Năm 2019, Đảng chính quyền địa phương xác định tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất cho nhà văn hóa. Với 34 xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hoàng Động đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được những lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại và có trách nhiệm trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, góp phần cùng toàn huyện về đích nông thôn mới trong thời gian tới. Nhằm tạo sự đa dạng trong sản phẩm du lịch phục vụ du khách khi đến với Cát Bà, những năm gần đây, loại hình dịch vụ ngủ đêm trên tàu được du khách đón nhận và thu hút đông đảo du khách. Hướng tới việc phục vụ du khách được an toàn và tốt nhất, Đoàn Thanh tra Liên ngành vừa trực tiếp kiểm tra các phương tiện thủy đang đăng ký trên vịnh. Còn nhớ trong năm 2018, sau những phản ánh của du khách người nước ngoài về việc tham quan vịnh Lan Hạ trên phương tiện tàu du lịch Hoàng Phương có chất lượng kém đã để lại những hình ảnh xấu và làm ảnh hưởng trực tiếp tới du lịch Cát Bà. Với mong muốn không để xảy ra sự cố như vậy, Đoàn Thanh tra Liên ngành của Sở Du lịch thành phố vừa tổ chức kiểm tra các phương tiện tàu đăng ký phục vụ khách ngủ đêm trên vịnh. Tại đây, đoàn đã kiểm tra các phương tiện thủy một cách toàn diện, từ hồ sơ, giấy tờ, bằng cấp đến những tiện nghi đáp ứng trên tàu về bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện. Các đoàn kiểm tra như này là rất là hữu ích cho tất cả các doanh nghiệp là để làm cái chất lượng dịch vụ phục vụ khách nó tốt hơn. Hiện nay có trên 60 phương tiện tàu đăng ký kinh doanh loại hình ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ, trong đó có trên 30 tàu vỏ sắt kiên cố được đóng mới với phong cách hiện đại với nhiều dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu của du khách. Số còn lại là tàu vỏ gỗ, trong đó có nhiều tàu đã sử dụng thời gian dài, đã được đoàn công tác nhắc nhở chấn chỉnh, và đặc biệt với những tàu không bảo đảm đã bị lập biên bản. Là cũng qua kiểm tra đấy, cũng kiên quyết xử lý những phương tiện nào mà điều kiện cơ sở vật chất của phòng ngủ và các cái điều kiện để đảm bảo an toàn du khách không được là chúng tôi phối hợp với ngành là không sửa chữa thì sẽ đề nghị đình chỉ không cho hoạt động để đảm bảo an toàn. Với những hoạt động thiết thực như thế này, hy vọng sẽ nâng cao được ý thức của mỗi chủ phương tiện thủy đang tham gia kinh doanh trên vịnh Lan Hạ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi tới với đảo Ngọc Cát Bà. Tập trung lực lượng tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự đường hè, an toàn giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đó là những mục tiêu đang được Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng đẩy mạnh thực hiện. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho quận Hồng Bàng từ ngày 1 tháng 4 chỉ đạo chính quyền cơ sở, công an quận và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị,
nghiêm cấm mọi hành vi che ô dù, bạt và sử dụng vỉa hè phục vụ kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và Hoàng Diệu. Trước yêu cầu trên, các lực lượng chức năng và các phường trung tâm trên địa bàn quận Hồng Bàng đã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè và nếp sống văn minh đô thị, tập trung tại các tuyến đường kiểu mẫu và giải trung tâm thành phố. Đối với lực lượng giao thông trật tự cơ động, đây là chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và xác định đây là cái nhiệm vụ cốt lõi. Lực lượng giao thông trật tự thì nhiệm vụ chính là xử lý đối với tất cả các trường hợp vi phạm xe ô tô, xe mô tô để xe dưới lòng đường, trên hè phố trái quy định. Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự đồng lòng của người dân, sau một tháng ra quân, tình trạng che ô dù, bạt và sử dụng vỉa hè phục vụ kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và Hoàng Diệu đã giảm rõ rệt. Đường đã thông, hè đã thoáng hơn. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường trung tâm thành phố, mặc dù đã được tuyên truyền về giữ gìn an toàn giao thông, trật tự đường hè, nếp sống văn minh đô thị, nhưng vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Thời gian tới, quận Hồng Bàng cần tăng cường công tác tuyên truyền, quyết liệt xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Kết thúc chương trình thời sự tối nay sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tuy có giảm với những ngày trước nhưng nắng nóng tiếp tục tại toàn bộ khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở mức 31 đến 35 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ. Tại Hải Phòng, nhiệt độ ghi nhận lúc 13 giờ trưa nay ở mức 31 độ, nắng xuất hiện ngay từ sáng sớm và kéo dài suốt trong ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đông Bắc, đợt nắng nóng này tuy có giảm nhưng vẫn sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết tuần. Ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại khu vực Hải Phòng là 31 độ. Nắng nóng kéo dài dễ gây tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Do vậy, quý vị cần hạn chế ở ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Đồng thời, cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Còn ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.